Coi nè, ngồi dậy cho mẹ coi cái đít con ghẻ sớm bây giờ. Cái gì vậy ta? Rồi chảy máu rồi làm sao? Trời ơi. Trời ơi, cái mặt mày nó nè. Mẹ đi giao hai trái bít về nó gì nè. Coi nó nè. Trời ơi, con tôi rồi con nhỏ này nữa. Tôi đi giao hai trái bít về mà coi cái mặt mày nè. Hết nói nổi hàng bay luôn.